Sáng nay ngày 26 tháng 1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Chuẩn Đô đốc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Long An. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết năm 2020, bên cạnh nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, còn có sự quan tâm, động viên, chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Vùng 5 Hải quân mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quân và dân cả nước, trong đó có Đảng bộ, chính quyền tỉnh Long An, qua đó tiếp tục thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo Vùng 5 Hải quân chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc. Cảm ơn đoàn đã đến thăm chúc Tết lãnh đạo tỉnh Long An. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Long An năm 2020, đồng thời chúc lãnh đạo cùng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Vùng 5 Hải quân dồi dào sức khỏe, tiếp tục đạt nhiều thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Long An sẽ đồng hành cùng cả nước quan tâm hỗ trợ, động viên tinh thần và vật chất cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.